Hôm nay ngày 27 tháng 1 năm 2023, cũng ngày này tròn 50 năm trước, người dân Việt đón Tết cổ truyền trong một bầu không khí thật đặc biệt. Hiệp định Paris được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 đã thúc đẩy việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Để rồi 2 năm sau, đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông nối liền một dải. Hôm nay, vào những ngày đầu xuân mới, chúng tôi sẽ lựa chọn câu chuyện lịch sử này để cùng nhìn lại cuộc đàm phán dài nhất và mang lại thành công vang dội nhất trong lịch sử giữ nước của dân tộc. Và một trong những sự kiện làm nên thắng lợi trên bàn đàm phán là thắng lợi trên bầu trời Hà Nội vào cuối năm 1972. Vào đúng ngày 18 tháng 12, chính quyền Nixon tổ chức chiến dịch đánh phá bằng máy bay chiến lược B-52 với quy mô chưa từng có trong lịch sử, chiến tranh không quân nhằm gây tổn thất lớn nhất có thể để ép Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chấp nhận điều kiện có lợi cho Mỹ trên bàn đàm phán. Bị quân và dân Việt Nam kiên quyết giáng trả, đập tan cuộc tập kích bằng không quân chiến lược 12 ngày đêm của Mỹ, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên không. Sau thất bại nặng nề, ngày 30 tháng 12, Mỹ buộc phải đơn phương tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam từ Bắc Vĩ Tuyến 20 và đề nghị nối lại đàm phán ở Paris, Pháp. Là một trong bốn người ký tên vào Hiệp định Paris, bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên trưởng phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris, cho biết từ cuối năm 1968, bà nhận chỉ thị thực hiện trọng trách to lớn, tham gia quá trình đàm phán. Hiệp định Paris là thắng lợi mang tính quyết định đưa đến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, là kết quả của gần 20 năm chiến tranh ác liệt, chiến đấu gian khổ của cả dân tộc. Việc ký kết Hiệp định Paris là cái thắng lợi của cuộc đấu tranh về quân sự, chính trị, ngoại giao của nhân dân Việt Nam, đồng thời là một thắng lợi của phong trào nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam đã buộc chính quyền Mỹ đi vào đàm phán và ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam. Con đường đi tới thắng lợi của Hiệp định Paris, Việt Nam có một lợi thế, đó là sự ủng hộ của người dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Là người tham gia phong trào ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định Paris, bà Helen Lux, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Pháp Việt, bày tỏ tự hào khi đã đứng lên bảo vệ chính nghĩa và lẽ phải. Chúng tôi, những người ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của Việt Nam, rất vui mừng khi Hiệp định Paris cuối cùng cũng được ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đây là một chiến thắng ngọt ngào, chiến thắng đẹp đẽ của những người chiến sĩ trên mặt trận, cũng như là chiến thắng của người dân. Rất mừng, Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng Việt Nam và thống nhất đất nước. Ký kết Hiệp định Paris là một biểu tượng của hòa bình, không những của Việt Nam, mà còn nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Nhìn từ hội nghị Paris và quá trình đàm phán, chúng ta đều nhận ra rằng can thiệp quân sự, sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế không nhận được sự ủng hộ của người dân yêu chuộng hòa bình, dư luận tiến bộ trên thế giới. Đồng thời, việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, hợp tác cùng nhau, nỗ lực để đạt được hòa bình và duy trì hòa bình là cần thiết và đúng đắn trong các giai đoạn lịch sử. Hiệp định được ký kết tại Paris đã làm trọn vẹn cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, tạo điều kiện để quân và dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cánh cửa hòa bình cho Việt Nam được mở rộng sau nhiều năm chiến tranh ác liệt. Những cái bài học kinh nghiệm rút ra từ cái đàm phán ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam có ý nghĩa rất thời sự đối cho đến tận ngày hôm nay. Cái việc vận dụng những bài học kinh nghiệm này một cách sáng tạo, một cách phù hợp với lại cái hoàn cảnh thực tiễn của chúng ta hiện nay sẽ giúp cho đất nước chúng ta thực hiện được thành công cái mục tiêu là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sau 50 năm, lịch sử Việt Nam vẫn khẳng định một chân lý. Hiệp định Paris không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam, mà còn đi vào lịch sử cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, tự do, tiến bộ và công lý. Cũng từ đây, phong trào ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chính nghĩa của nhân dân Việt Nam phát triển mạnh mẽ trên thế giới, trở thành biểu tượng của thời đại và tiêu biểu cho lương tri loài người. Hiệp định Paris vẫn là kho sách quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao của Việt Nam, với nhiều bài học giá trị và một số trở thành triết lý, quan điểm xuyên suốt trong đường lối đối ngoại của Việt Nam. Hội nghị Paris đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của cách ngoại giao cách mạng Việt Nam, đã tôi luyện nên những nhà ngoại giao xuất sắc trong thời đại Hồ Chí Minh.
những con người đã trở thành những tấm gương sáng về lòng yêu nước và bản lĩnh chính trị, về phong cách và nghệ thuật ngoại giao, được bạn bè quốc tế quý mến. Thắng lợi của nhân dân Việt Nam tại hội nghị Paris không tách rời tình đoàn kết trong sáng, sự ủng hộ chí tình về vật chất và tinh thần của nhân dân và bạn bè khắp Nam Châu. Ngày 28 tháng 1 năm 1973, một ngày sau khi Hiệp định Paris được ký kết, xe đông nghịt dưới các loa truyền thanh công cộng đón nhận hòa bình, khát vọng mà mỗi gia đình và cả dân tộc đã đằng đẵng đợi chờ bao năm. Chặng đường thống nhất hai miền đang dần đến đích. Cả dân tộc năm ấy chào đón Tết Quý Sửu trong niềm hân hoan. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, đêm qua và sáng nay ngày 27 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và cả khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó thì ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Và dự báo là đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Trong đó thì gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 và vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại, và trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ phổ biến từ 8 cho đến 11 độ C, còn vùng núi Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 5 cho đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế trời rét và nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 13 cho đến 15 độ C. Xin được chuyển sang thời tiết trên biển. Thưa quý vị, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển của quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 4 cho đến 6 mét, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị cho đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo phía Tây của quần đảo Trường Sa sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Và ở Vịnh Bắc Bộ, sóng biển cao từ 2 cho đến là 3,5 mét. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định cho đến Cà Mau, sóng biển cao từ 4 cho đến 6 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét. Thưa quý vị, hiện đang là thời điểm gieo cấy vụ đông xuân tại các tỉnh phía Bắc. Thời tiết chuyển rét đậm sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của lúa. Do đó, thì để hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất, bà con nông dân cần thực hiện một số biện pháp kỹ thuật phòng chống rét cho mạ và diện tích lúa mới cấy như sau. Đối với diện tích lúa cấy sớm cần tiếp tục duy trì mực nước trên mặt ruộng để tăng cường khả năng chống rét cho lúa mới cấy, cũng như là giúp cho lúa đẻ nhánh sớm và đẻ nhánh tập trung khi thời tiết nắng ấm trở lại. Còn với diện tích vừa cấy xong, bà con cần duy trì lớp nước mặt từ 3 cho đến 5cm để giữ ấm cho chân lúa và tăng khả năng chống rét. Khi nắng ấm trở lại, lúa bén rễ hồi xanh, vườn lá mới và ra rễ trắng thì mới tiến hành bón phân như bình thường. Còn với những diện tích chưa cấy, cần tiếp tục duy trì độ ẩm, cần che phủ ni lông cho diện tích mạ và thường xuyên kiểm tra để đảm bảo độ kín của ni lông và có thể từ 100 cho đến 200 g supellen hòa với 20 lít nước để tưới nước cho mạ nhằm tăng cường sự phát triển của bộ rễ và tăng khả năng chống rét cho mạ. Và đặc biệt lưu ý là trong điều kiện rét đậm, rét hại, tuyệt đối không bón bất kỳ loại phân đạm nào cho mạ và lúa sau cấy. Bên cạnh đó thì cần chuẩn bị tốt khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng nhằm hạn chế lây truyền sâu bệnh cho vụ sau, nhất là bệnh đạo ôn, sâu đục thân, ốc bươu vàng. Và cần chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện tưới tiêu để phục vụ gieo cấy lúa, đồng thời là cần huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ làm đất để khi nắng ấm trở lại thì tiến hành cấy cho kịp khung thời vụ. Và như thường lệ, trong phần thời lượng cuối của bản tin sẽ là thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.